Chào mừng quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng là dịch bệnh thì càn quét nhân loại của chúng ta. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng rồi. Nhưng mà sự càn quét của dịch bệnh ảnh hưởng thế nào đến các vương triều, ảnh hưởng thế nào đến các quốc gia, ảnh hưởng thế nào đến các nền văn minh trên thế giới? Để trao đổi về đề tài này thì hôm nay tôi mời nhà nghiên cứu lịch sử và các nền văn minh, nhà nghiên cứu Vũ Đức Liêm. Cảm ơn bạn Vũ Đức Liêm đã tham gia vào kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Dương hạnh. Vâng. Và thưa quý vị, câu đầu tiên mà chúng tôi rất là muốn hỏi nhà nghiên cứu Vũ Đức Liêm đó là theo cái quan điểm của bạn ấy thì dịch bệnh đã ảnh hưởng như thế nào đến văn minh thế giới và lịch sử của các nền chính trị thế giới? Rồi, câu hỏi của anh rất là thú vị bởi vì một trong những cái nỗi ám ảnh của loài người đó chính là dịch bệnh. Tại sao lại thế? Bởi vì thứ nhất là loài người gặp phải hai vấn đề rất là nghiêm trọng tạo ra cái điểm yếu của con người mà sinh học. Thứ nhất là khi mà chúng ta sống tập trung, chúng ta tổ chức thành làng xã, tổ chức thành các đô thị, thì cái sự tập trung về mặt cư dân này tạo ra không gian để duy trì dịch bệnh. Ví dụ như là đậu mùa chẳng hạn, thì đã có những cái dấu vết là khoảng 350.000 năm trước, từ cái khảo cổ học chúng ta có nghiên cứu về các cái bộ xương của loài người. Nhưng mà cách đây 10.000 năm thì đậu mùa bắt đầu phát triển trở thành các cái trận dịch lớn. Và rất tình cờ, đó là lúc nông nghiệp ra đời, đó là lúc làng xã xuất hiện, đó là lúc mà con người bắt đầu tập trung lại với nhau. Và người ta đã thống kê được rằng là tất cả cộng đồng cư dân từ 100.000 người trở lên đến 200.000 người là các môi trường ổn định để cho đậu mùa có thể tồn tại và phát triển, và nó có thể bùng lên thành dịch bất kỳ lúc nào. Thì đấy là một ví dụ. Và anh hãy tưởng tượng là từ cái cộng đồng 200.000 người thuở ban đầu đấy phát triển thành Mexico City với 27 triệu người, phát triển thành Calcutta, các phát triển thành Thượng Hải và Hà Nội với hơn 10 triệu người, thì hình dung là cái quy mô của dịch bệnh nó phát triển như thế nào. Cái điều thứ hai mà dịch bệnh nó sẽ là một trong những cái ẩn họa thường trực của loài người, đó là nông nghiệp. Nông nghiệp nó liên quan đến việc là chúng ta thuần hóa động vật. Và điều đặc biệt là không chỉ có các cái loài vi khuẩn, các loài vi trùng từ bò, từ lợn, từ ngựa, mà là quá trình mà các loài ngựa này, loài bò này nó tiếp xúc với tự nhiên, từ con dơi, con tê tê, con trồn, và cái sự chuyển hóa này của các loài virus và vi trùng này nó tạo ra những cái mối đe dọa thường trực đối với loài người. Như vậy là theo quan điểm của Vũ Đức Liêm ấy thì có hai lý do chính. Thứ nhất là con người cộng sinh sống với nhau thì đấy cũng chính là cái không gian cư ngụ, cái môi trường để cho bệnh tật phát triển và lây lan. Và thứ hai là cuộc cách mạng nông nghiệp và quá trình con người thuần hóa các loài động vật. Và nhưng mà bây giờ thì tôi muốn thắc mắc thế này. Đồng ý là có hai lý do như vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn ở góc độ chính trị học thì bệnh dịch nó ảnh hưởng như thế nào? Cụ thể như ví dụ bệnh dịch nó đã làm một cái vương triều nào suy tàn? Bệnh dịch nó làm một cái thời đại nào bị tàn phá trong lịch sử văn minh thế giới hay chưa? Thực ra bệnh dịch, chúng phần lớn chúng ta nhìn bệnh dịch từ góc độ y tế. Đúng rồi. Từ góc độ sức khỏe. Nhưng lớn hơn và rộng hơn, cái ảnh hưởng của bệnh dịch nó vượt ra ngoài rất xa các bức tường của bệnh viện. Nó là câu chuyện về chính trị, câu chuyện về thể chế, câu chuyện về sức bền của xã hội, sức đàn hồi của xã hội có đủ khả năng để chống chọi lại với cái tác động của bệnh dịch hay không. Nó câu chuyện về các nền văn minh và văn hóa, xem nó có đủ khả năng để chống chịu được những cái đợt càn quét của các bệnh dịch hay không. Ví dụ như là chúng ta có rất nhiều các cái trận dịch trong lịch sử mà ảnh hưởng đến những cái bước thăng trầm của lịch sử nhân loại. Ví dụ cụ thể. Một ví dụ đơn giản nhất là vào đầu thế kỷ 16, khi mà người Tây Ban Nha sang chinh phục đế chế Inca, đế chế người Maya, đế chế Aztec của Peru bây giờ, lãnh địa Peru bây giờ. Peru của Mexico, Mexico là Contes đúng không ạ? Và một cái giải như thế. Thì họ chỉ có 168 người. Và họ mang theo gì? Họ mang theo ngựa, họ mang theo súng và mang theo vi trùng. Và Jay Diamond có một cuốn sách rất hay là Súng, Vi Trùng và Thép. Vì sao? Vì người Tây Ban Nha với 168 người đấy không chỉ chinh phục với bằng ngựa, không chỉ chinh phục bằng súng, bằng thuốc súng, mà họ mang theo rất nhiều các loại vi khuẩn. Bệnh dịch. Hoặc là bệnh dịch. Vì cái bệnh dịch này họ là được hấp thụ từ gà, từ lợn, từ ngựa. Và những con vật đấy thì người Inca, người Maya
chưa có. Và họ không phát triển được cái sức đề kháng. Và dịch hạch đã giết chết một nửa dân số châu Âu vào thế kỷ 14-15. Cái chết đen. Chính xác, cái chết đen. Và chúng ta biết rằng là đấy, nó ảnh hưởng đến số phận của loài người, số phận của các xã hội, số phận của các nền văn minh, tương lai của các đế chế thăng trầm như thế nào thông qua cái tác động của bệnh dịch. À, như vậy là có lẽ chúng ta cũng đồng tình với Vũ Đức Liêm ở một điểm rằng là cái câu chuyện về bệnh dịch ấy nó vượt khỏi bốn bức tường của một bệnh viện. Bởi vì nó là câu chuyện về sức đề kháng của một thể chế, của một quốc gia, của một nền văn minh. À, chúng tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị là Vũ Đức Liêm thì có một cái chuyên ngành nghiên cứu hẹp của bạn ấy. Đó là nghiên cứu về lịch sử nhà Nguyễn ở Việt Nam. Mà theo chúng tôi biết ý, thì thời nhà Nguyễn cũng là một trong những thời mà bệnh dịch càn quét xã hội Việt Nam. Vậy thì ở cụ thể những cái nghiên cứu của bạn, trong thời nhà Nguyễn thì bệnh dịch xuất hiện như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đến thân phận và số phận của triều đại này? Ở nhà Nguyễn thì có rất nhiều các cái mối đe dọa từ tự nhiên và thiên tai. Phải nói rằng là đây là một trong những cái triều đại ở Việt Nam mà họ gặp phải cái vận đen. Cái vận đen thứ nhất là cầm quyền trong cái lúc mà mưa gió của Á Âu, của chế độ thực dân nó bắt đầu ảnh hưởng. Nhưng đồng thời cũng là lúc mà cái quá trình toàn cầu hóa nó đang đẩy mạnh. Toàn cầu hóa đẩy mạnh không chỉ với thương mại, không chỉ với súng ống, không chỉ với tôn giáo, mà còn các vi khuẩn, các vi trùng. Là nguồn cơn của bệnh dịch. Chính xác. Và dịch tả là một trong những cái mối đe dọa đối với triều Nguyễn. Thời kỳ Minh Mạng là một ví dụ. Từ khi Minh Mạng lên ngôi năm 1820 đến khi ông qua đời năm 1841, có hai trận dịch, 1820 và 1838-1839. Và hai trận dịch này thì đều ở quy mô rất lớn. Trận dịch năm 1820 chẳng hạn, theo thống kê của các biên niên sử nhà Nguyễn ấy, thì nó giết chết khoảng hơn 270.000 người. Và nhà Nguyễn đã phải bỏ ra, theo thống kê của các quan lại, là hơn 70 vạn quan tiền để chôn cất, để mai táng, để ổn định lại xã hội. Khủng khiếp. Và trong số hàng trăm nghìn người bị chết đấy, có Nguyễn Du. 1820. Một trong những cái nhà thơ vĩ đại nhất của dân tộc này. Và tôi hãy tưởng tượng rằng là mấy tháng trước đó thì ông được Minh Mạng cử sang Trung Quốc trong một sứ mệnh là đi sứ để cầu phong. Và Minh Mạng rất là tin tưởng vào cái tài năng của cái vị sứ giả này. Và đúng cái thì Nguyễn Du qua đời. Và hãy tưởng tượng rằng là dân số Việt Nam lúc đấy dưới 10 triệu người. Anh có 270.000 người chết trong một nước có 10 triệu người, tức là hơn 4% dân số. Và hãy tưởng tượng một trận dịch như thế diễn ra trong ngày hôm nay, tức là hơn 4 triệu người. Như vậy là xét về cái tỷ lệ tử vong ấy, mà tức là cái tỷ lệ tử vong trên cái số dân, tức là cái mức tử vong ấy là cực kỳ lớn. Rất cao. Và thậm chí lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam đấy. Hơn 4% dân số. Tôi bây giờ tôi muốn thắc mắc thế này, hình như là ngay cả con của vua Gia Long, tức là Hoàng Tử Cảnh, đúng không ạ? Cái người mà lẽ ra sẽ lên ngôi vua để mà thay cha mình thống trị một cái quyền lực khủng khiếp ở một cái giải đất mà lần đầu tiên hình thành hình chữ S dài từ địa đầu Móng Cái cho đến mũi Cà Mau. Thì chính người đó, người mà lẽ ra làm vua của một giải đất ấy, cuối cùng cũng chết vì bệnh dịch, có đúng không ạ? Chính xác, đó là Hoàng Tử Cảnh. Vâng. Và Hoàng Tử Cảnh thì bị mất vì bệnh đậu mùa. Vâng. Có một cái điều rất hay của lịch sử nhà Nguyễn, đó là chúng ta biết rằng là với rất là nhiều người thì cái chuyện mà một cái vị hoàng tử bị chết đây nó chỉ là một cái footnote, một cái chú giải rất là bé ở trong lịch sử, vì người ta kể rất câu chuyện rất lớn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào từng cái nhân vật cụ thể, từng cái trường cụ thể, từng cái chết cụ thể, cái chết của họ ảnh hưởng đến vận mệnh không chỉ của cá nhân, của gia đình mà cả vương triều. Chính xác. Và thậm chí là thời đại của họ nữa. Lấy ví dụ Hoàng Tử Cảnh, ông là vị hoàng tử đã được vua Gia Long gửi sang Pháp làm con tin để ký cái hiệp định Versailles. Và sau này thì đấy là cái cớ để cho người Pháp dùng để một trong cái cớ để họ xâm lược Việt Nam. Tuy nhiên cũng nhờ vào cái chuyện này, tất nhiên là người Pháp thì họ không giúp đỡ trực tiếp, vì là ở Pháp lúc đấy thì sau đó thì nổ ra cuộc cách mạng. Nhưng mà từ cái chuyện mà Hoàng Tử Cảnh sang Pháp ở đấy thì bắt họ, các giáo sĩ bắt đầu kết nối để đưa vũ khí, đưa lính đánh thuê sang. Và họ là một trong những cái nhân tố giúp được Gia Long thành công. Điều thứ hai là Hoàng Tử Cảnh, bởi vì cái mấy chục năm bôn ba của ông như thế,
thì rất được lòng của binh sĩ, rất được lòng của các quan lại, tất cả những người mà quyền lực nhất của vương triều Nguyễn như là Nguyễn Văn Thành, như là Lê Văn Duyệt, như Lê Chất vân vân thì đều ủng hộ Hoàng Tử Cảnh. Chính xác. Để lên ngôi. Và đúng một cái thì ông mất vào năm 1801. Lúc đấy có hai mấy tuổi thì phải? Đó là 21 tuổi. 21 tuổi, vâng. Và như thế đó là một cái chết đã làm thay đổi toàn bộ cái cán cân quyền lực, cái ngôi vị kế thừa của vương triều. Và cũng nhờ cái chết đấy mà Minh Mạnh mới có cơ hội. Một người tiếp theo là một vị hoàng tử thứ tư, lại không phải là con của hoàng hậu, trở thành cái người được rất nhiều phe nhóm và họ chuyển từ Hoàng Tử Cảnh sang để ủng hộ. Trong đó có Lê Văn Duyệt, trong đó có Phạm Đăng Hưng. Và như thế là triều đình bắt đầu một cái cuộc tranh đoạt mới giữa cháu của Vua Gia Long là con của Hoàng Tử Cảnh và Minh Mạng. Và trong cái cuộc tranh đoạt này thì do biết rằng là Gia Long đã đứng về phía con trai vì ông ta muốn rằng là sẽ có một cái người chín chắn, người trưởng thành để đủ sức để kế thừa, đủ sức để vận hành cái nhà nước Việt Nam trong cái tình trạng mà mới lãnh thổ Việt Nam mới được thống nhất và nhà nước mới được hình thành, củng cố và hình thành. Cho nên nó có một câu chuyện là khi mà Minh Mạng lên ngôi ý, thì rất nhiều người trước đó ủng hộ Hoàng Tử Cảnh, cho nên là không ủng hộ Minh Mạng, mà ví dụ như là Lê Văn Duyệt chẳng hạn. Ông lúc ấy đóng ở Gia Định và sau khi mà Lê Văn Duyệt mất thì lúc đấy con của ông ấy là Lê Văn Khôi bắt đầu mới nổi loạn chống lại triều đình, đúng không ạ? Rồi. Và bắt đầu mới cầu viện người Thái đem quân sang xâm lược Việt Nam vân vân. Rồi. Cho nên là từ một cái dịch của Hoàng Tử Cảnh thôi nó tạo ra sự thay đổi trong thân phận của cái ngôi báu, và cái thân phận của ngôi báu ấy nó tạo ra những thay đổi trong số phận cung đình, và từ số phận cung đình thì đất nước rẽ hẳn sang một hướng khác. Cho nên là một cái bệnh dịch thôi cuối cùng nó là mầm mống của biết bao nhiêu những khủng hoảng và biến thiên triều chính, đúng không anh? Nó còn một cái câu chuyện khác liên quan đến tội mùa và liên quan triều Nguyễn nữa. Vâng. Đó là lúc đầu thì khi mà Minh Mạng mới lên ngôi thì quan hệ của Minh Mạng với lại người phương Tây rất là tốt. Vì thế mà Minh Mạng có cử các bác sĩ riêng của mình sang Macau để lấy cái vaccine đậu mùa về. Và vì thế họ đã thành công, bởi vì thế mà tất cả các con của Minh Mạng đều được trích ngừa vaccine đậu mùa. Nhưng mà sau đó quan hệ của Minh Mạng với lại phương Tây xấu đi, đặc biệt là cái giáo sĩ, thì cái nguồn vaccine này bây giờ người ta không dùng nữa, và cháu của Minh Mạng sẽ gánh hậu quả, đó là vua Tự Đức. Tự Đức. Và vua Tự Đức rất không may là lại dính đậu mùa, và cái đậu mùa này ảnh hưởng rất lớn. Thứ nhất là làm cho cơ thể của Tự Đức rất là yếu, ông không có con. Thứ hai là ông không có con. Vâng. Và trong một cái lúc mà cái nước Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam này cần phải có một cái nhà vua mạnh, cần một nhà vua sáng suốt, cần một cái nhà vua mà có con cháu để giữ được cái sự kế truyền, giữ được một cái sự ổn định ở trong gia đình của mình, thì ông không có. Và lại tạo ra một cái cuộc đấu đá tranh giành tiếp theo. Tranh giành quyền lực, và ông ta, vì ông ta rất là yếu, cho nên là những cái chính sách của ông ta, những cái việc mà ông ta xử lý các cái vấn đề chính trị ấy là cả vấn đề. Để cho đến là đầu mùa nó ảnh hưởng đến số phận không chỉ của một gia đình, một dòng họ, một triều đại, mà là cả một dân tộc, một dân tộc. Rất là cảm ơn những cái phân tích phải nói là cực kỳ lý thú của nhà nghiên cứu Vũ Đức Liêm. Và chắc là quý vị cũng đang thắc mắc với tôi, cũng như tôi thôi, là chúng ta có một cái thắc mắc, và có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng xin hỏi bạn Liêm ngày hôm nay. Đó là vậy thì sau khi anh em chúng ta phân tích hết những cái dịch bệnh ở nhân loại, ở trên thế giới, và cụ thể là triều đình nhà Nguyễn, thì cái bài học chúng ta rút ra là gì? Cái ý nghĩa chúng ta rút ra là gì khi chúng ta đặt một dịch bệnh trong mối quan hệ với triều chính, với nền chính trị, thưa anh? Thực ra như là mình đã nói từ ban đầu ấy, thì cái câu chuyện về dịch bệnh nó không chỉ là vấn đề của tự nhiên, đúng, mà nó là vấn đề xã hội, vấn đề chính trị. Và thậm chí dịch bệnh thì nó còn là vấn đề sự tồn vong của một giống loài. Cho nên cái bài học rút ra là chúng ta phải kiểm soát nó tốt, đúng không ạ? Chứ nếu không mà để nó tạo ra những ảnh hưởng về mặt chính trị, ảnh hưởng về mặt xã hội thì rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là nó liên quan đến việc là cách mà xã hội phản ứng và cách mà xã hội xử lý. Bởi vì trong suốt lịch sử 5.000 năm qua, thì khi mà có nhà nước ra đời và thì có chữ viết, thì cái vấn đề lớn nhất của con người đối đầu với dịch bệnh là tin đồn và sự hỗn loạn. Cái bản thân cái chuyện dịch bệnh nó đã là nguy hiểm rồi,
những tin đồn và sự hỗn loạn nó làm gia tăng xáo trộn xã hội, nó gây hoang mang tâm lý xã hội, tâm lý cộng đồng, và từ đó mà nạn đói ra đời. À đúng vậy, từ ban đầu là dịch bệnh, một tin đồn về dịch bệnh có thể nó chưa chết nhiều người đâu, nhưng mà nó làm cho tất cả dân ở đây là đi tua hết lúa thóc lúa, tích trữ hết tất cả, bỏ chạy lên rừng lên núi, và đã chết vì cái đấy nhiều hơn là chết vì dịch bệnh. Dịch bệnh này, thiên tai này, dân di cư này, chạy loạn này, nó đi cùng với nhau, nó là một combo. Vì thế cái vấn đề của cái người điều hành chính sách, người làm chính sách và người quản lý xã hội là phải biết được là đằng sau dịch bệnh đấy là sự hỗn loạn xã hội, mà nếu mà không có cách không kiểm soát tốt thì nó sẽ gây ra cái tầm mức hỗn loạn rất lớn, đặc biệt là các xã hội đông về dân cư. Trước kia thì chúng ta sẽ nhìn dịch bệnh như là một cái sự trừng phạt của thần thánh với các cái xã hội, từ người Ai Cập cổ đại cho đến người Do Thái cho đến người xã hội Thiên Chúa ở châu Âu Trung Cổ ấy. Trong cái màu sắc của thần quyền, và cái cách mà người ta phản ứng ở đây đấy là cách Chúa Trời ra cách các vị thần trừng phạt. Bây giờ thì người ta sẽ rẽ sang một hướng khác, người ta trông vào khoa học. Đó là lý do vì sao mà hôm trước có dự định là sẽ có một cái lễ tại một cái ngôi chùa để cầu cho dịch corona lui đi, nhưng mà nó không được phép của chính quyền. Vì bản thân cái việc tụ tập đông người để cầu cho dịch corona nguy cơ lây bệnh rất là mổ dịch rồi. Vâng, nguy cơ lây bệnh rồi. Cho nên là cái người điều hành này phải rất tỉnh táo cái việc chính sách của nó, và cái hệ thống phân phối xã hội, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc men, khẩu trang. Đây là lúc mà cái bàn tay điều hành của chính sách nó phải có. Cho nên là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói một câu rằng là cái dịch corona đang hoành hành ở Trung Quốc ấy cũng là một phép thử đối với cái hệ thống chính trị của Trung Quốc. Đó là phép thử với thể chế. Đấy là một phép thử với thể chế. Thể chế. Và phải nói là một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái phân tích phải nói là rất sâu sắc và thú vị của Vũ Đức Liêm. Xin cảm ơn bạn. Chắc là quý vị cũng sẽ còn rất nhiều tò mò nữa, và hy vọng là một lúc nào đó chúng ta lại mời được nhà nghiên cứu Vũ Đức Liêm xuất hiện ở trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng để anh ấy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thú vị khác về lịch sử. Còn bây giờ thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những chương trình tới đây.